Em quay video test máy cho mình ạ. Em quay ngoại hình của máy trước ạ. Mặt trước của máy thì không bị va đập hay cần mốt gì anh nhá. Nói chung là máy đã qua sử dụng, nó sẽ có một vài vết xước nhẹ thôi. Đây. Thế này thì mình sẽ không tránh khỏi được anh nhá. Các cạnh của máy ạ, các cạnh của máy cũng không bị va đập hay bị cấn gì ở đây anh nhá. Nó bị xước thôi, cạnh này không bị. Cạnh này và các cạnh này. Ở đây thì nó có bị va nhẹ một chút ở đây thôi ạ. Thì cái này nó không ảnh hưởng đến chất lượng bên trong của máy anh nhá. Nó có xước nhẹ thôi. Mặt sau của máy ạ, tổng thể của máy thì khá là đẹp đấy nhá. Con này pin 98%, pin khá là cao. Máy mỏng nhẹ. Em test các chức năng cơ bản máy cho mình ạ. Em test camera cho mình ạ. Bị đường nên hay đường sáng gì ạ? Em test mic cho mình. Mic thu lại được ạ. Mic và cam của mình ok hết rồi nhé. Em test bàn phím cho mình ạ. Phím hiện tráng trên màn hình là những phím có trên bộ bàn phím của mình anh nhé. Phím nào không hiện thì là trên bộ bàn phím của mình nó không có nên nó sẽ không hiện ạ. Đây phím này và các cái phím số bên này không có nên nó sẽ không hiện anh nhé. Chuột trái chuột phải ạ, top bát của mình ok hết rồi ạ. Em test loa cho mình. Máy của mình là mô bản 512GB, bên em đang chia cho mình ra thành hai ổ C và ổ D anh nhé. Em quay ID của máy ạ. ID của máy đấy ạ. ID của máy thì lát em sẽ chụp lại ID máy cho mình anh nhé. Bản phím bên trong của máy đấy ạ, khá là mới và đẹp ạ. Màn hình ạ, màn hình 2K sắc nét của mình anh nhé. Loa của máy thì máy là dòng mỏng nhẹ, loa của máy sẽ vừa đủ nghe, nó không quá là to không nhỏ anh nhé. Về loa thì không có vấn đề gì về loa cả, loa khá là cao và hay, không bị rẻ. Máy mình có thể xoay dập 360 độ như vậy. Nào, ID máy đây nhé. Khá là mỏng nhẹ ạ.